Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Việt Khải một lần nữa nè mọi. Và ngày hôm nay thì sau khi Khải săn nhận con ngựa của Khải cho Hoàng Cường Đường Môn ba mới vô bang anh em ơi. Hỗ trợ cho người anh em đỡ anh em trải nghiệm con ngựa thì Khải mới sắm lại con ngựa cộng không. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình ép ngựa tạo cuộc vui cho anh em cho vui nha anh em ơi. Ok. Và bây giờ Khải sẽ ép ngựa cho anh em xem. Vừa rồi Khải đã mua bình quốc tử của Khải cánh vào rồi. Nó may mắn rồi. Ép ngựa cho anh em. Giờ vô trung tâm làm máy phát nào. Hồi trước khẳng được danh một mớ rồi nè mà. Giờ Khải ngày hôm nay Khải sẽ đập thử như thế nào đây. Giờ có cái content cho anh em xem nè. Đó con ngựa cộng không zin nha anh em. Đó đọc nè. Giờ ta muốn rồi. Ta muốn rồi. Trang 2 làm cái tên ngựa rồi. Đây ta muốn chế tạo ngựa thối phiến. Ngựa này là thối phiến bạch kim cấp 1. Chúng ta sẽ cần một lần đọc là 2.000 vạn. Một tam xích thạch nữa này mà. Tam xích thạch với tỷ lệ đọc 20% lên. Ok, đã Khải đi làm tam xích thạch rồi. Rồi, sau khi Khải chuẩn bị được 4 cục tam xích thạch này, bây giờ sẽ đọc như này mà. Đó. Có cái video cho anh em xem trải nghiệm đọc thử như thế nào này anh em ạ. Rồi, vô. Đập ngựa bông tiêu anh em ơi, đập ngựa bông tiêu anh em ơi. Ok, cho tao ngựa thối phiến. Tạo ngựa đang công không nè. Thối phiến nè, bạch kim nè, cấp 1 nè. Ui, thất bại. Hay xa. Nhỏ nha. Mới cấp 1 mà thấy thất bại một lần anh em ơi. Ok, mất một ca dạng. Rồi, gì? Mất 2 ca dạng chứ. Mất 2 ca dạng với 500 xu. Có 2 ca dạng với 500 xu rồi. Tiếp tục nè. Tiếp tục nè. Có phiến mặt kim. Ôi, má lại mất nguyên liệu nữa. Hơi nhỏ như hai phát rồi nè em ơi. Vãi với đàn, càng như với đàn vậy. Hai phát rồi nè. À, đập ngựa này thiệt sự là một cái trò chơi rất là căng thẳng nè em ơi. Rồi, ok, cộng 1. Ok. Tiếp tục nè. Để tiếp tục lên cộng 2 nha em ơi. Rồi đã đập được cộng 1 rồi nha. Tiếp tục cộng 2 nha nào. Lấy thêm ít tam sức thật nè. Xem 2. 3 phát rồi á. 3 phát lên được cộng 1 nè mà. 3 phát lên được cộng 1. Rồi. Chúng ta sẽ cố gắng đập tiếp tục phát tiếp theo. Cộng 1. Tụi nhìn em ơi, cố gắng lên cộng 2 coi. Với cộng 2 chúng ta vẫn là một con ngựa và một thối phiến 2.000 vạn và 500 xu. Yeah. Yeah. Cộng 2. Cộng 2 nha anh em ơi. Được. Rồi tiếp tục. Đến cộng 3. Cộng 3 anh em ơi. Đến cộng 3 anh em ơi. Ok. Làm cái lên cộng 3 coi. Đẹp quá đẹp quá. Đó. Có content em xem ok chưa. Rồi. Cố lên cố lên. Tiếp tục. Giờ đến cộng 3 nha anh em. Đến cộng 3 nha anh em. Cộng 3.
Thất bại. Ui, thất bại anh em ơi. Cố gắng lên cùng 3 bài. Kênh à, kênh như như đang à. Cộng 3 có 3 viên rồi em ơi. Cộng 3 có 3 viên rồi. Ui, phải là có gì chứ. Lô, lô. Anh Tùng ơi, xong chưa anh Tùng ơi? À, dáng sát bao về bom suối kìa. Ừ, anh Tùng xong chưa? Để không có gì luôn. Bom suối cho dáng sát bao là vứt cho em mượn mấy cái vạn đi anh Tùng ơi. Em lỡ ép ngựa hết tiền. Em đưa lại. Ok, gần xong rồi đúng không? Ok. Em còn đọc được 2 cái nữa hết rồi. Kết thúc rồi. Một cái phi phong mà nó lại nhầm rồi. Chơi bài cũng đáng. Vui vãi. Anh đang tạo thủy những đường lấy bao bì kiếp này phải về thương dựa biển Y Tây. Ờ, có lấy bao bì kiếp à? Nó lại ngon. Anh em lại ngon. Đừng như Hương, như Hương đó nha mẹ em ơi. Em đang đi ép ngựa. Ui, mẹ biết đấu đâu. Đưa Quy Phát này. Ok. Tiên quạng này em lái qua này. Hồi nãy anh Tùng là 3 cái mốt á. Thì anh Tùng cứ trích em đưa cho em 3 cái mốt vạn luôn cho đủ nha anh Tùng ơi. Rồi cho em mượn thêm 7k đi. Cho em mượn thêm 7k đi. Làm thiếu anh 7k vạn nha. Nó lắm hình nhân nhá. Bây giờ bắn anh Tùng đưa em 10k đi. Mà có hình nhân nó lao vào. Em đọc ngựa á. Chết nhiều rồi. Đây đây. Anh lấy tiền vàng. Anh tắt auto rồi, tắt auto mới lấy tiền vàng được. Ok anh em ơi, bắt đầu đọc tiếp chứ. Ghép tiếp cho anh em. Ngại gì cũng ghép, còn 3 phát nè anh em. Gồm đọc tiếp nha, sinh tử ơi. Tiếp tục anh em ơi. Vừa rồi Khải mới lượm thêm 10 cây vàng nữa nè mày. Đập tiếp. Đập tiếp chứ, ngày gì mà không đập. Đó, lên cộng 2 nha nè mày. Cố gắng ngày hôm nay video này lên cộng 4 phát nữa coi. Cho nó an tâm nữa coi. An tâm vừa sâu gồm viên 5 nó đập cấp 5 nè mày. Ok, còn 3 phát nữa đúng không? Đây đập 4 phát rồi. 5 phát rồi, hết 10 cái dạng rồi. Hết 10 cái dạng. Hết 1 triệu rồi đó nè. À, 10 cái dạng hết 700 nghìn rồi đó. Rồi. Nó khai tí nha. Ok anh em. Rồi, bây giờ Khải tiếp tục Khải tiếp tục đập cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ quay lại lấy như cũ nè. Đó. Ờ, con đá Khải mới sang nhượng này cho Hồng Cường là đường môn này. Đường môn xài rồi nè. Khải thích chơi cái trò mạo hiểm mà đập cho anh em xem nên là Khải phải mua con ngựa thường lại. Khải đập cho anh em xem nè. Rồi. Khui này. Đập rất là mơ, rất tốn tiền rồi em ơi. Một lần đập 2.000 dạng kèm với 500 xu, kèm với kia khoảng tầm 3 kim. Một lần đập khoảng 200 nghìn nha nè. Một lần đập khoảng 200 nghìn nha mọi người. Một lần đập khoảng 200 nghìn nha nè. Rồi, tiếp tục rồi. Rồi, mình phải làm trò với nó một tí này mà. Mình phải làm trò nó một tí này mà. Đúng rồi, trò chơi mạo hiểm đó nè. Đợi trò chơi mạo hiểm đấy. Rồi, vô đó, có cái cho anh em xem. Tiếp tục. Tiếp tục chương trình. Đó, hiện tại đang cộng 2 nha anh em ơi. Lần này nếu mà thành công lên cấp 3 thì sẽ là được kháng tất cả 3. Đó, kháng tất cả 3. Ok chưa? Giờ là Khải nên đặt vào vị trí nào đây? Đến đây nha anh em. Tỷ lệ thành công chỉ 20% thôi. Là thành công chỉ 20% thôi.
thông bại nè mơ. Chua thế. À, thất bại nãy giờ quá trời luôn em à. Lần đọc hai cây giảng nè, biết đâu. Tiếp nè. lên nào. Đừng rớt nữa anh ơi. Rớt hoài em sợ quá. rất hoài nè mà. Này xấu phát rớt rồi. Vô nè. Chỗ nào này? Chỗ nào này? Chỗ nào này? Ồ, rớt nữa nè mơ. Má cái giai đoạn 3 này nó rớt hoài luôn á trời. Chua dữ vậy. 3 phát rồi nè mơ. Phải 4 phát lòng 3 này. Có cái 8 cây vàng vô đó rồi đó. Một trò chơi rất là mạo hiểm trong game này nè mà. Một lần đập 200.000 nè. Cố lên. Lần này quen lần nữa coi. Hết viên 3 luôn rồi. Viên này còn có một viên cuối à. Một viên 3 à. Tính ra đập mớ á. Ui, chùa quá chùa. Rồi ok, không lên em ơi. Đậu xanh. Ai da, quá nhỏ. Lô, anh em ơi. Ai còn tối phiến 3 không em ơi? Ok, mới kết một cuộc tối phiến 3 anh em ơi. Đó. Tiếp tục à, nhỏ đấy ông đừng phong phải chừng đùa đâu. Tiếp tục làm sức thật. Nếu đập hơn 10 lần đó nè, hơn 10 lần rồi á. Quyến lên 3 coi đường chơi trò khác này chứ. Rồi. Anh em đang xem đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ chơi nè mày. Đó, anh em thấy chơi ngu lại tiếng chưa? Bán ngược kia đi. Giờ phải làm lại content cho anh em xem. Đó. Vô. Lên rồi chỗ này dừng 3 này rút 5 lần rồi đó. Đối phía bên kia. Đâu rút hoài người anh em. Đâu rút nữa nè mày. Vãi cả đi. Rất nữa. Trời ơi, đổ hai mấy cây dạng nè mà đập mới cầm hai thôi. Tiếp tục thì Khải lấy thêm vài cái tối phiến nữa nè mà. Đang em có thêm dương 4 này, cố gắng lên 3 đập 4 luôn mà không lên được này nữa mà. Mất xù á. Còn có 6.000 năm dạng rồi em ơi. Đâu, đuối tiền dạng này. Đã đập được mấy cái nữa. Đuối vạn rồi. Sơn đến gì? Sơn ơi. Sơn có thối phiến 3 hả Sơn ơi? Đây là đã đang tìm phải, đang tìm phải. Ok. 358. Đây, tại gần 3 có 4 viên. Ok, được hả? Ăn răng bắc. Ok. Đang làm trò chơi mạo hiểm mà bay mất mớ tiền rồi, không lên phải luôn. Cái bao nãy đập số phát không lên em phải luôn. An Giang nha. Ok. Anh trong khu vực 3. Đây Sơn này. Được đi, mình nhắc còn hai bên nữa được đi. Ok. Lương cao luôn anh Tùng. 350 mấy luôn. Đi lại Sơn này. Lương là sướng. Nhưng mà được cái hôm nay đánh nhau đã. Cảm giác cân tim xong mà vẫn còn sống là thấy là ok. Bốn là hai bên bốn này. Ok. Nghe đã bảo rồi. Đánh ok xong rồi. Con thiếu đâu mà tốt lắm, ôm đam tốt lắm. Rồi ok, là Khải đi đọc luôn này. Hồi trưa cũng đánh à, hồi trưa cũng đánh nó nóng thế. Nóng lắm rồi.
Rồi, tiếp tục nè mày. Vừa rồi được bom thêm 2 dân 4 để dành. Đâu, cố gắng. Em đọc em ép rằng number lên được cộng 2 á. Vãi lên. Em ép number cộng 2 đâu, đấy anh cộng 3 anh mất gần mơ mấy rồi đây. Anh mất gần triệu mấy rồi đây, chưa lên cộng 3 đây. Đủ xanh chưa? Rồi, tiếp tục cuộc chơi. Có chơi có chịu nè, tiếp tục cuộc chơi nè mày. Thì tên này không có thiếu đây mày. Thì tên này nhiều. Tiếp tục cuộc chơi. Tiếp tục cuộc chơi. Cố lên. Đâu. À, lên phát này giùm tôi một cái, tôi đọc lên 4 luôn rồi. Tạm sức thật nè. Tao sức thật nè. Lên rồi nè, còn 6 cái máy dạng thôi. Rồi. Cố gắng lên 3 nữa coi, đập lên 4 nữa chứ. Rất hơi bị nhiều quá. Rồi. Cố lên. Tiếp tục bắt tiếp theo. Cố lên. Tối phiến. Mây phiêu lãng, ánh trăng nơi thanh thành sơn. Ngọn đèn quyền trong đêm mang bao ký ức. Ờ, thất bại nữa. Chua dữ ta. À, thất bại dữ dành cái chỗ điểm 3 này đây. Ui dồi. Trời ơi, đồ xanh á, cái điểm 3 này nấy chết mất gần 10 lần rồi nè em ơi. Đồ, à, cây giá gì dữ người ta. Quá cây luôn nè em ơi. Thấy căng thẳng chưa. Đồ. Tiếp tục làm cái cuối hết tiền dạng luôn này. Cái cuối hết tiền dạng luôn nè. Xịt liên tục nè mày. Lần cái coi. Anh đỡ cho Hồng Cường chơi rồi em ơi. Mua lại con này 2 triệu 5. Đập lại cho anh em xem. Cho có video xem mà hơi đen quá. Lần cái coi. Xịt quả với người anh em. Trời. À, đen như cái gì trời. Đậu xanh á. Có cái khăn lên. Nãy giờ chỗ cái cốc 3 này không mất bằng mười mấy ca dạng rồi nè mày. Chung là hết nguyên liệu luôn rồi, hết tiền dạng luôn rồi. Hết tiền dạng rồi, để phải mượn thêm động cân nữa. Đấy bây giờ Anh Tùng ơi cho treo quái mà cần thì lại thay đồ vào để đi đánh trưởng. À đánh cưới, vào đánh kẹp rồi ngon. Duy Minh còn đó không ta? Đổi giùm ba kim lấy ba ca dạng đi anh em ơi. Dính rồi. Ai có tiền vàng anh em ơi, mua dùng 3 kim nè. Rồi, mới bán 3 kim anh em ơi. Tiếp tục trò chơi của chúng ta. Một lên, hai xuống anh em ơi. Một mất tiền, hai là lên. Tại lúc nãy Khải đập hết 24.000 vàng. 24.000 vàng tương đương khoảng 24 kim là khoảng gần 2 triệu rồi. Gần 2 triệu anh em ơi. Gần 2 triệu với con ngựa mua 2 triệu rưỡi. Thì hiện tại con ngựa này 4 triệu rưỡi rồi. Mà mới cộng 2 thôi. Khá là đen. Tiếp tục trò chơi anh em ơi. Phải có một viên 3 nữa, phải tiếp tục đọc một phát 1 thôi. Đồ, cố gắng lần cái này đọc cũng đọc cái 4 nè em. À, cái 3 mà nãy đọc hơn 7-8 cái, gần chục cái chưa lên. Nè, tiếp tục trò chơi nè. Lần đọc là 2 cây dạng 500 xu nè, tương đương là khoảng 300 nghìn nha. Ê, tương đương khoảng 200 nghìn chứ. Tương đương khoảng 200 nghìn. Uầy. Lại thất bại. Cây dữ trần. Thôi anh em ơi, ngừng video clip tại đây anh em ơi. Hôm sau Khải sẽ tiếp tục gom mảnh 3 và đập tiếp nha anh em ơi. Hiện tại mảnh 4 có sẵn này. Mà mảnh 3 giờ Khải hết rồi. Mà tiền dạng cũng hết rồi. Chắc còn đợi Khải gom tiền anh em ơi. Khải gom thêm tiền dạng, Khải mua thêm tiền dạng nữa rồi đập cho anh em xem nha. Thật sự là đập hơn là 20. Vừa rồi đập thêm cái là 26 cái dạng này. 26 cái dạng này. Mà mới cộng 2 đây. Là gần 2 triệu đó, gần 2 triệu mà không lên đó nè.
gần 2 triệu hơn chứ. Đập 13 lần là hết 6 kim hơn 7 kim đi. 7 kim và kiềm với 26 cái dạng thì khoảng 33 kim. Là khoảng 2 triệu 2 rồi, 2 triệu 2 rồi. Tương đương khoảng 2 triệu 2. Mới có cộng 2 thôi. Biết khi nào mà lên lại đây. Rồi ok, để hôm sau Khải sẽ gom tiếp tục cái cục tối phiến này. Đây là 1 này, 2 này, lên rồi này. Còn cái 3. Cái 3 là Khải hết rồi nè mọi. Còn cái 4 này thì vừa rồi Sơn Đinh Đăng mới vứt cho Khải. Rồi Khải cố gắng đập là những video tiếp theo sau cho anh em xem nha. Anh em đang xem đừng quên ủng hộ lần chơi ngu này, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và cũng như là cố gắng ra những video cây cứu cho anh em xem cho vui nha. Thiệt sự là mình rất là cay đó. Rồi, hẹn em những video tiếp theo nha.